Shop hàng Nhật Đầu Địa xin chào cả nhà. Hôm nay em có con máy sửa bát Nationa 60SS5. Con này thì ngày xưa thì nó bình thường nhưng bây giờ thì nó vip lắm ạ. Vì hàng hóa bây giờ nó không có, cho nên là con máy này bây giờ nó lại là những cái con máy mà các bác khách hàng hỏi rất là nhiều. Với cái tầm giá của nó vừa phải mà công năng đầy đủ. Đấy, công năng đầy đủ các bác nhé. Để rửa nước nóng, sấy khô diệt khuẩn, các chế độ rửa tiêu chuẩn, rửa 2-3 người ăn này, có đếm ngược thời gian rửa, thời gian sấy, báo chu trình rửa. Con này cũng kính trong suốt bên trong, nhìn được bên ngoài. Đặc biệt là cái con này thân vỏ toàn bộ inox hết, kể cả phần tôn lưng này, inox hết, nóc này. Này, bền mãi với thời gian luôn, không có chuyện han gì các bạn ạ. Các viền này cũng bằng inox này. Đấy, một con máy toàn bộ bằng inox hết, thân ruột bằng inox, bên trong ruột thì cũng inox ạ. Rửa nước nóng bọc nhá, nó vừa qua cái chu trình nước rửa nâng cấp nước mới rồi. Toàn bộ thân ruột inox này, đặc biệt con này các bác nhá. Con này hai dàn phun đằng sau này, con này nó không làm tay quay ở đây, cho nên là cái khoảng cách giữa cái tầng 1 này và cái tầng 2 nó rất là xa. Các bác hoàn toàn có thể để được những cái đũa dài tầm 24 cm cũng vô tư. Có thể úp được những cái bát to, những cái song khá là to ở đây. Đường kính có thể lên đến, xem em nhìn có khoảng lên đến gần 30 được. Các cái giá xếp đũa giấc này, trên này này, xếp bát tùy. Thành ra nó khá là rộng luôn. Một con máy rẻ trong phân khúc mà lại nhiều cái ưu điểm. Cho nên là con này bán cũng khá là chạy. Rồi, hình thức thì toàn bộ inox hết. Phần kính này thì cũng có những cái xước sát các bác nhé, do vận chuyển hàng bãi. Máy cỏ này thì các bác không thể đòi hỏi cao về hình thức được. Đấy, những cái đòi hỏi cao về hình thức thì nó cũng khó, với cái hàng này nó cũng không có hình thức đẹp được, long lanh. Đấy, con này em để số 6 này các bác nhé. Vừa rồi thì nó qua cái chương trình phun rồi, trên đây chờ một chút nữa thì đấy, con này hơn hẳn các con khác, có cả đếm ngược thời gian rửa. Đấy, tức là còn có 78 phút nữa là xong. Toàn bộ inox hết con này. Chất máy còn rất là cứng cáp, khỏe, rộng. Con này rộng hơn hẳn như cái con kia. Xếp vào các hàng máy 6 bộ thôi, nhưng mà nó cũng khá là rộng. Chờ một chút này, sẽ cho nó phun lên các bác nhìn. Nó vừa quay đúng lúc nó hết một cái chu trình rửa, nó nâng cấp nước vào để phun tiếp. Chu trình tiếp theo. Con này thì em bán là 3,2 triệu các bác nhé. Giá 3,2 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác lưu ý là máy rửa bát Nhật này, tất cả các đồ Nhật này nó chạy điện 100V. Chứ em báo giá, chỉ báo giá về máy thôi, không báo giá về phần đổi nguồn. Đấy. Đổi nguồn thì các bác mua thì em có Liwa 1500W hàng công ty. Là 450. Đấy. Máy này cỏ nhưng mà lại rất bền các bác ạ. Đấy, các bác yên tâm luôn nhé, thì nó full này. Linh kiện sẵn, rẻ, thay thế cái gì cũng có. Cái gì cũng có nên các bác yên tâm dùng máy này, không phải suy nghĩ nhé. Này. Em để số 6 này. Này. Giá bán là 3,2 triệu. Các bác nào chốt con này em bảo hành luôn cho 2 năm. Đấy. Các bác nào chốt bảo hành luôn cho 2 năm nhé. Giá 3,2 triệu. Đấy. Bình thường tất cả các mặt hàng em đều bảo hành 6 tháng thôi. Cái bọn này chả có gì để hỏng đâu. Cho nên là đấy, các bác nhìn phun rất là mạnh luôn. Đấy. Số 6 các bác nhé. Giá 3,2 triệu bảo hành 3 năm. Các bác nào chốt. Alo. Chào các bác.